run. Buồn quá bạn ơi, mình chỉ muốn chơi game thôi à, mà Sam không cho mình chơi game nữa. Sam quýnh mình nâu con mắt luôn rồi nè. Ôi trời, chán quá à. Ước gì trên đời này á có được một cái máy laptop thật là xịn luôn, để mình đem đi đâu mình chơi cũng được hết, mình trốn mình chơi luôn, không cần sợ Sam quýnh mình nữa. Nhưng mà bây giờ laptop á, muốn có máy xịn thì khó lắm. Mình là phải cần gọi là chơi game được nè, làm việc được nè, mà còn phải có hai màn hình nữa thì mới được, chứ một màn hình mình không chịu đâu. Nhưng mà trên đời làm gì có cái laptop xịn đến vậy. Đúng rồi. Ha ha ha. Ui đau quá, đau quá. Quay đã, từ từ các bạn ơi, đợi mình xíu. Mình phải đi xức thuốc đã. Đau quá. Giờ chưa review được đâu, đợi xíu nha. Đau quá. Ây da. 1 hour later. Ok mấy bạn ơi, thì hôm nay nè mình có một cái này rất là thú vị luôn và muốn giới thiệu cho các bạn nha. Mấy bạn ơi, cuối cùng thì món hàng của mình cũng đã về rồi đây. Mấy bạn có biết cái gì bên trong không? Mấy bạn không biết đúng không? Ok, ngay bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn biết bên trong cái này là cái gì nha. Ok, các bạn hãy xem đây. 5 4 3 2 1. Sao khó mở quá ta? Ok, hình như là mở bên đây. Bên đây. Xin lỗi bạn, lỗi kỹ thuật xíu. Ok, 1 2 3. Ta-da. Wow, mấy bạn ơi, coi nè, một chiếc laptop mấy bạn ơi. Ok, ngay bây giờ mình sẽ review chiếc laptop này cho mấy bạn xem nha. Đây, các bạn xem đây. Ta-da-da-da. Ta-da-da. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, trên tay của mình chính là một em laptop Garmin. Đấy, mấy bạn xem đây, mấy bạn biết đây là hãng nào không? Mấy bạn nhớ comment lại cho mình biết nha. Thôi khỏi comment đi, mình nói luôn cho nghe nè. Đây là hãng Asus mấy bạn ơi, một trong những cái hãng rất là nổi tiếng luôn các bạn ơi. Và em laptop hiện tại mình đang cầm ở trên tay có thể nói là một trong những dòng laptop xịn nhất hiện nay các bạn ạ. Tại sao mà nó xịn nhất hiện nay thì một tí nữa mình sẽ bật mí cho các bạn nghe nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bật mí giá tiền của nó cho mấy bạn nhé. Mấy bạn có biết em laptop này bao nhiêu tiền không? Trời ơi, đã nói là xịn nhất hiện nay thì tất nhiên là giá của nó cũng rất là đau thận luôn. Mấy bạn biết bao nhiêu không? Giá của em laptop này chính là 100, không phải 100 ngàn đồng Việt Nam đâu nha, mà là 120 triệu đồng. Nghe có thấy gọi là đau thận không các bạn? 120 triệu đồng luôn đó nha. Đấy. Bởi vậy cho nên mới nói là em ấy là một trong những dòng laptop xịn. Bởi vì người ta thường nói gọi là tiền nào của nấy các bạn ạ. Cho nên là đắt tiền thì tất nhiên là phải xịn rồi đúng không? Đấy. Và bây giờ mình sẽ thử review em nó cho các bạn xem nha. Ok. Ok bạn ơi, và bây giờ mình sẽ thử gọi là trải nghiệm thử cái con laptop này để xem coi nó có xịn y như là trên quảng cáo không nha các bạn nha. Thì đây, tại đây nào, tại đây. Ok, thì bây giờ nè, đầu tiên mình sẽ cho bạn xem về chất liệu của nó. Thì có thể nói đây là một cái em laptop mà có cái vỏ mà mình thấy thật là sờ nó sướng gì đâu luôn bạn ơi. Sờ vô nó phê gì đâu luôn trời. Cái vỏ của nó y hệt như là vỏ của iPhone 11 vậy bạn. Sờ rất là nhám luôn, rất là phê luôn. Ok, rồi, và ở chỗ này bạn coi nè, xịt lại đây, coi nè. Nè,
Lại đây, các bạn coi nè. Ở chỗ này nó có một cái gọi là ký hiệu của Asus các bạn ơi. Và nó được làm bằng gương luôn nha. Có thể dùng để nặn mụn được luôn á. Nhưng mà đâu có ai bị điên đâu mua cái laptop 120 triệu giờ chỉ để nặn mụn đúng không? Đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thử khởi động nó lên cho các bạn coi nha. Đây, mở nó lên nè. Quay. Xịn chứ. Đây, các bạn hãy xem nha. Thì em laptop này đặc biệt ở chỗ là nó có đến tận hai màn hình các bạn ơi. Màn hình ở đây và một màn hình ở đây. Và đặc biệt bàn phím à, sờ rất là sướng. Cái gì cũng có em laptop này sờ cũng sướng hết các bạn ạ. Em laptop này sờ chỗ nào cũng sướng hết. Sờ vô ổ điện cũng sướng nữa. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ thử khởi động nó lên nha. Tít. Chiu chiu. Đó, ánh sáng chói lóa. Ok. Đấy. Ok, thoại máy đã lên rồi các bạn ơi. Chưa đầy 30 giây nữa các bạn ạ. Chưa đầy 30 giây mà nó đã khởi động lên xong luôn rồi. Phải nói là tiền nào của nấy. Đồ xịn mà đúng không các bạn? Bấm nút cái là lên liền luôn, không cần chờ đợi gì hết. Trời ơi, đúng là đồ xịn có khác các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thử dùng thử nha. Ok bạn ơi, thì khi mà chúng ta sử dụng con laptop này á, chúng ta có thể sử dụng cái màn hình ở trên này để chúng ta làm việc hoặc chúng ta chơi game. Còn màn hình bên dưới này chúng ta sẽ sử dụng để nghe nhạc hoặc là xem phim hoặc là làm gì cũng được hết các bạn ơi. Và đặc biệt ở chỗ là bạn biết là gì không? Em gọi là màn hình ở bên dưới, có thể nói là em ấy là một cái màn hình cảm ứng mấy bạn ạ. Tại sao lại là cái màn hình cảm ứng mấy bạn xem nè, đây. Kéo lên kéo xuống để bằng ngón tay luôn, không cần phải sử dụng đến chuột nha bạn. Kéo lên nè. Đấy, ok. Và mở nhạc lên quẩy. Vô. Anh em tốt remix. Ha. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Đấy, các bạn thấy không? Xịn chứ? Yeah. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần đụng một thằng bọn tao thì 7 mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau, tiến lên phía trước cùng chút xám hùng hậu. Đấy, âm thanh cực kỳ sống động, xịn ơi là xịn các bạn ạ. Đấy, nghe không thích nghe bài này lướt xuống nghe bài khác. Đấy, lướt lướt đấy, thấy không? Lướt lên lướt xuống. Rồi, rap về Hero MC nè. Dạ. Yeah. Wow, quá đã luôn bạn ơi. Ok. Còn về phần chơi game thì sao? Cái máy tính này có thể nói là mấy bạn chơi full cấu hình, chơi game gì cũng được hết. PUBG, Liên Minh Huyền Thoại, bất cứ game gì các bạn muốn. Trời. Bởi vì sao? Em laptop này sử dụng Core i9. Đó, một con CPU có thể nói là hot và mạnh ơi là mạnh luôn. Đấy, ok. Và kẹt màn hình thì sao? RTX. Trời ơi, kẹt màn hình mà đã RTX thì thôi, còn nói gì nữa? Chơi full game luôn cũng được mấy bạn ạ. À. Ok. Rồi bây giờ để mình thử gọi là chơi game bằng con laptop này. Mày hả mày? Biết ngay mà, ở chỗ này mà. Nè, cái này nữa nè. Đấy, trời ơi, thấy không? Chơi game gì cũng được hết nha. Chơi game Pikachu cũng được luôn, mày thấy xịn chưa? Đó, để coi coi. Ở chỗ nào nữa, chỗ nào nữa? Mày hả mày? Chết mày con. Tiếp nè, tiếp nè. Chỗ nào nữa? Ủa? Mày hả mày? Đó mấy bạn ạ, một khi mà đã mua laptop chơi game là phải mua laptop xịn, hiểu không? Đấy, đã một khi đã quyết định mua rồi là phải mua laptop xịn. 120 triệu chứ có nhiêu đâu đúng không? Mà phải là đồ xịn nha, mà không phải ở chỗ nào cũng bán đồ xịn đâu. Có mấy chỗ tao bán toàn mấy cái đồ gọi là mấy cái đồ hư không à. Cho nên muốn mua đồ xịn hãy đến GVN, ok? Đấy trời, có 120 triệu chứ nhiêu bạn. Bởi vậy chứ nói